Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay là mình sẽ chiên bánh chưng không cần dầu. Đây là bánh chưng mình để tủ lạnh. Đó, mình bật bếp lên và mình để lửa nhỏ thôi. Nếu mình để lửa to nó sẽ bị cháy, bây giờ mình để lửa nhỏ thôi. Nó chưa có ra dầu thì mình để lửa nhỏ thôi. Đó, mình điều chỉnh kính lửa rất là nhỏ luôn. Và mình cũng phải năng là mình đảo chứ mình để im là nó sẽ cháy. Mình phải lật lên. Và mọi người ơi, bánh chưng của mình thì mình lật lên này, đó, mình lật lên này. Đó, nó không có cháy đâu. Cái nào nó ấy như vậy mình lấy ra. Đó, cái nào mà nó dính dính cái chảo như vậy mình lấy ra này đó. Và mình lật lên này, mình chiên lửa rất là nhỏ. Đó, mình có thể lật như vậy để cho cái dầu ở trong cái nhân này nó ra này, cái mỡ ở trong nhân này ra này. Và cái nào nó dính dính cái chảo thì mình lấy ra. Đó, mọi người thấy không? Bánh chưng mình không có bị cháy. Và cái nào nó dính dính chảo mình cái đũa mình khều khều ra. Và đây là cái chảo chống dính. Đó, mình sẽ chiên từ từ. Mình chiên lửa nhỏ thôi, mình chiên lửa to dễ bị cháy. Và lúc thỉnh thoảng mình phải thăm xem nó có cháy hay không. Và mọi người ơi, bánh chưng của mình đó, nó không có dính một tí nào hết. Bánh chưng của mình ấy, mình phải để tủ lạnh cho nó lạnh, nó cứng lên. Chứ nếu mà bánh chưng mà mình mềm thì chiên nó cũng hay bể lắm đó. Đó, mọi người thấy không? Không có một tí dính chảo hết đó. Nếu một khi mà dính chảo mà thì mình cứ khều nó ra. Dính chảo thì mình khều nó ra. Và đây nè, không có dính chảo. Có gì dính chảo thì bạn khều nó ra. Mình sẽ không có bị dính chảo. Và mình chiên cái chảo chống dính thì mình mua cái loại chống chảo chống dính mà nó có caro vậy này thì nó dễ lật hơn này. Đó, cái chảo chống dính mà có caro nó nằm ở trong in trong chảo này, cái đó thì nó dễ chiên hơn là cái chảo mà chảo trơn. Và bánh chưng của mình thì mình để trong ngăn mát tủ lạnh, nó cứng này, đó. Cho nên là nó rất khó dính. Còn nếu có thể bánh chưng không bỏ tủ lạnh cứng thì nó dễ bị cháy chảo. Đó, mọi người nhìn thấy bánh chưng mình không hề có một tí dầu nào luôn. Mọi người nhìn này. Đó, mình sẽ lật lên. Đó. Và bây giờ bánh chưng mình thì nó cũng mềm mềm rồi. Là những cái gì mà nó dính chảo này thì mình lấy ra, mình không có để. Để thì dễ bị cháy. Và mình để lửa rất là nhỏ. Đó, mà mình cũng phải thăm chứ mình không có để thí cho nó là nhiều khi nó cháy á, thì một khi nó cháy rồi nó có đà nó cháy luôn. Và bây giờ mình lật bánh nè, đó mình coi nè, không hề cháy một tí nào hết. Đó, mà bánh nó vàng, bánh vàng này. Đó, một cái gì ở trong này mình phải lấy ra. Đó, mình không có để. Mình chiên cái gì, mình làm cái gì, mình cứ từ từ mình làm. Chứ mình đừng có nóng, mình nóng là sẽ bị hư bột, hư đường. Đó, mọi người thấy không? Bánh vàng này. Và từ từ dầu ở trong này sẽ chảy ra, từ từ mỡ ở trong của bánh chưng á nó sẽ chảy ra. Cả nhà ơi, bánh chưng của mình bây giờ rất là vàng rồi mọi người nè. Đó, đây cũng vàng rồi. Cái phần này thì chưa vàng, nhưng mà mỡ trong bánh chưng thì nó rỉ rỉ ra nè, đã ướt ướt này. Và cái phần nhân này, mọi người cho mọi người xem phần nhân này. Nó vàng nhưng mà nó không có nổ. Nếu mình chiên có dầu thì thứ nhất tốn dầu, thứ hai nữa là ăn dầu mỡ nhiều thì không có tốt. Và chiên bánh chưng có dầu á thì mình chiên cái phần đậu này nó sẽ bị nổ. Còn mình chiên không dầu thì nó không có bị nổ. Thứ nhất là không có nổ, dơ chảo, dơ tường nhà. Và nó bắn, có khi nó bắn con người nữa. Đó, mình chưng này không có hề mà nổ tí nào, thì nó đâu có dầu mà nó nổ. Ở đây mình cứ từ từ mình chiên. Và mình chiên với lửa nhỏ thôi. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa không có dơ nhà, dơ chảo. Khi mình chiên xong thì cái chảo mình rất là sạch, nó không có dơ. Đó. Và
À, mọi người nhớ là mình chiên bánh chưng thì mình phải bỏ tủ lạnh cho nó lạnh nó cứng luôn, chứ nó mềm thì nó sẽ dính vào, dễ dính vào trong cái chảo này. Và một khi bánh chưng mà nó nóng rồi thì cái dầu ở trong trong nhân nó sẽ nó chảy ra và nó ít khi nó cháy lắm. Mình chiên lửa nhỏ, mình để mọi người coi lửa của mình ở đó cũng không nhỏ lắm, và mình phải thường xuyên lật bánh. Đó, bây giờ mình coi bánh chưng này mọi người. Đó, mình xoay như vậy thì không có thấy nó dính chảo này. Đó. Và bây giờ thì mình sẽ lật lên coi. Đó, bánh chưng của mình rất là vàng này. Không có một tí dầu nào hết. Đó, mà không có cháy, không hề cháy luôn. Rất vàng đẹp. Đó, những cái gì mà nó dính cái chảo nó rớt như vậy thì mình lấy ra. Nếu mà nó khó lấy thì mình lấy giấy ấy, mình chặt nó ra. Không hề cháy một tí nào hết. Rất là ngon luôn. Ăn như vậy vừa không có dầu mỡ thì sẽ tốt cho sức khỏe và không sẽ bị nổ. Nổ bánh chưng khi mà mình chiên á, mình lật cái mặt nhân xuống chảo thì sẽ bị nổ và nó văng dơ nhà, dơ chảo, có khi mình cũng bị phỏng nữa. Và bây giờ bánh chưng của mình vàng rồi thì bây giờ mình lấy ra. Đó mọi người coi này. Chưng vàng này mà không có bị cháy một xíu nào hết luôn. Đó, và mình tắt bếp và mọi người xem lửa này đó, lên lửa của mình không có nhỏ lắm. Lần đầu thì mình để lửa nhỏ hơn, về sau thì mình sẽ để lửa lớn hơn. Khi lúc đầu thì mình sẽ để lửa nhỏ hơn và sau thì mình để lửa lớn hơn, tại vì lúc đầu thì dầu nó chưa có ra đó, mỡ chưa ra, mình để lửa nhỏ hơn. Mình tắt bếp. Mọi người xem là cái chảo mình không hề một cháy một tí nào hết. Cái này là mình phải nói là nướng bánh chưng bằng chảo mới đúng, chứ còn không phải là chiên. Chiên thì phải bỏ dầu. Và bây giờ thì mình sẽ ăn thử. Mọi người coi này. Đó, đây mình ăn cái to này. Ăn cái miếng nhỏ này, ăn cái to nữa. Ăn nó ngắn. Miếng nhỏ này. Đó, bánh chưng là rất là ngon luôn, rất là mềm và ngon. Đó, mọi người nhìn thấy không, bánh chưng mình rất là mềm ngon này. Đó, rất là ngon, bốc hơi, mọi người nhìn thấy không. Rất là mềm và ngon luôn. À, mọi người nhìn thấy bánh chưng mình bốc hơi này. Và mọi người ơi, đây là bánh chưng mình không hề cháy một xíu nào luôn. Cái miếng này là thịt nạc, cho nên mình thấy nó đen đen mà thôi, chứ mình nhìn thực tế thì không có cháy. Mình nhìn qua mình hình thì thấy nó có vẻ hơi đen, nhưng mà nhìn thực tế thì rất đẹp luôn. Thì vì đây là cái miếng thịt nạc. Đó, mọi người nhìn nè. Không hề cháy. Và chiên á, thì không có hề văng một tí nào hết. À, cái gọi là nướng chứ không phải là chiên. Nếu gọi chiên thì hơi sai một tí. Tại vì cái này không cho dầu, cho mình gọi là nướng bánh chưng bằng chảo. Tại vì nếu mình bỏ dầu vô mình chiên thì dầu nó sẽ gặp cái đậu xanh này này, cái thịt này nó sẽ bắn và nó nổ dầu và nó bắn lên tay mình, phỏng và trên tường dơ. Còn mình nướng bánh chưng kiểu này thì không hề nổ một chút nào hết, không hề bắn một xíu nào, chảo rất là sạch sẽ. Mọi người nhìn này, rất ngon luôn và ăn lại tốt cho sức khỏe nữa. À, không, mình đỡ phải ăn dầu ăn mỡ. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và phần nguyên liệu thì lúc nào mình cũng để ở phần nhận xét và phần mô tả. Nếu ai không nghe rõ thì mình cứ mở phần mô tả và phần nhận xét lên xem. Bữa nay á, thì mình làm ít làm video là một lý do như vậy. Tết á thì nhà nào cũng bánh cũng trái cũng rất là nhiều thứ, cho nên là mình ít làm video thứ nhất. Còn thứ hai nữa là mình ở quê thì mình không có đồ để làm,
À, cho nên là mình không có làm video. Thì qua Tết thì mình sẽ về về Đồng Nai ở lại thì mình sẽ tiếp tục làm video cho tất cả mọi người cùng xem. Và nhân tiện đây thì mình cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình và ủng hộ cho mình. À, mình không biết nói gì hơn, mình sẽ xin cảm ơn tất cả mọi người. Và qua Tết thì mình sẽ làm video lại cho tất cả mọi người cùng xem.